Nga trưng bày xe tăng Tên lửa Ukraine bỏ lại ở Lysychansk. Ukraine nổi cơn thịnh nộ khi EU bỗng dưng tặng quà khủng cho ông Putin Mỹ thành lập cơ quan tình báo không gian mới Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị giải pháp giữ chân bác sĩ, nhân viên y tế Nam sinh phát hiện nghi vấn lọt đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông nói gì? Hàng nghìn tàu cá nằm bờ vì bão giá xăng dầu. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với điểm tin tối ngày 9 tháng 7 của DKN News. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Nga trưng bày xe tăng, tên lửa Ukraine bỏ lại ở Lysychansk. Ngày 8 tháng 7, lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugan, LPR, tự xưng thân Nga tại tỉnh Lugan, đã mở triển lãm trưng bày tăng thiết giáp và tên lửa mà lực lượng Ukraine bỏ lại khi rút quân khỏi Lysychansk. Triển lãm trưng bày hàng chục xe tăng, thiết giáp và xe chiến đấu bộ binh, pháo phản lực và các tổ hợp phòng không từ thời Liên Xô hoặc do Ukraine sản xuất. Một số vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine cũng được trưng bày, trong đó có tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin do Mỹ sản xuất và v-kép của Anh, thiết giáp Sasson của Anh, súng máy Kazakh, đạn cối giảm thanh 60mm và đạn pháo 155mm. Bộ Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 7 tuyên bố, quân đội nước này và phe Cộng hòa Nhân dân Lugan, LPR, đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Lysychansk và các khu định cư gần đó. Quân đội Ukraine sau đó thông báo các binh sĩ nước này rút khỏi Lysychansk do việc bám trụ thành phố không còn nhiều ý nghĩa. Tiếp tục bảo vệ thành phố sẽ dẫn đến hậu quả chết người. Quyết định rút quân được đưa ra để bảo toàn tính mạng cho lực lượng phòng thủ, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định kiểm soát Lysychansk là một chiến thắng quan trọng của Nga Điều này đồng nghĩa lực lượng Nga và phe đang kiểm soát phần lớn vùng Donbass, gồm hai tỉnh Lugan và Donetsk, khu vực có nhiều mỏ khai thác và cánh đồng rộng lớn. Họ cũng đánh giá chiến tuyến ở miền đông Ukraine sẽ thay đổi sau khi lực lượng Nga tập hợp lại và tiến xa hơn theo hướng Tây và hướng Nam. Quân đội Nga được cho là sẽ mở đợt tiến công nhằm vào trung tâm chiến lược của quân đội Ukraine ở thành phố Bakhmut, phía nam Lichichan, cũng như lên kế hoạch bao vây Kramatorsk và Slovyansk. Ukraine nổi cơn thịnh nộ khi EU bỗng dưng tặng quà khủng cho ông Putin. Thưa quý vị, theo báo Anh Daily Express, các chính trị gia Ukraine đã nổi cơn thịnh nộ sau khi có quyết định của Liên minh châu Âu về khí đốt. Trước đó, trong Nghị viện châu Âu diễn ra cuộc bỏ phiếu mà kết quả là quyết định mở rộng bằng phân loại của Liên minh châu Âu, vốn là công cụ để phân tích những dự án nào trong lĩnh vực năng lượng có thể tính đến nguồn tài trợ và hỗ trợ bổ sung. Trong các hạng mục này gồm có khí đốt tự nhiên và năng lượng hạt nhân. Theo tờ báo, Ukraine sợ rằng dự định của châu Âu thiên về phát triển khí đốt và năng lượng hạt nhân sẽ có lợi cho Nga, vì khu vực này sẽ càng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhiên liệu năng lượng của Moscow. Đồng thời, Đức là nước nhận một phần ba lượng khí đốt từ Nga đã yêu cầu đưa nguồn tài nguyên này vào bảng phân loại. Như vậy nghĩa là Berlin có thể tiếp tục gửi hàng tỷ USD cho Moscow. Trong khi đó, Áo và Luxembourg là hai nước chống năng lượng hạt nhân thì đã hứa sẽ khiếu kiện kết quả bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu tại tòa án. Sau khi Nga bắt đầu khai chiến ở Ukraine, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moscow. Nhiều quốc gia tuyên bố đóng băng các tài sản của Nga và kêu gọi từ bỏ năng lượng Nga. Tất cả những điều này đã trở thành vấn đề đối với Mỹ và châu Âu, khiến giá nhiên liệu và lương thực tăng mạnh. Nhưng tất cả những điều này đã trở thành những vấn đề kinh tế đối với chính phương Tây và gây ra sự gia tăng nhiên liệu và lương thực. Mỹ thành lập cơ quan tình báo không gian mới. Thưa quý vị, lực lượng không gian Mỹ vừa thành lập đơn vị tình báo không gian mới, một động thái phản ánh tình hình đang nóng lên trên không gian trong bối cảnh nhiều nước hành động để bảo vệ các lợi ích quốc gia tại đây. Đơn vị tình báo không gian mới của Mỹ tập hợp gần 350 thành viên dân sự lẫn quân nhân, sát cánh cùng các cơ quan tình báo khác nhằm cung cấp thông tin tiền chốt về những mối đe dọa, ý đồ cũng như hoạt động của nước ngoài trong môi trường không gian, theo Bộ Tư lệnh Không gian. Delta 18 được giao nhiệm vụ theo dõi và phát hiện những mối đe dọa đối với các tài sản của Mỹ trên quỹ đạo địa cầu, bao gồm gây thiệt hại vật lý hoặc làm gián đoạn hoạt động của các vệ tinh Mỹ tại đây. Động thái trên được thực thi sau khi lầu năm góc trở nên cảnh giác hơn với bất kỳ diễn biến đáng lo ngại nào mà Nga và Trung Quốc trên không gian. Chẳng hạn như các chương trình phát triển về năng lực diệt vệ tinh. Chuyển sang phần tin trong nước. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị giải pháp giữ chân bác sĩ, nhân viên y tế. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm nỗ lực trong công tác phòng chống dịch và cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19. Thế nhưng, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh lại đang đứng trước ba nguy cơ lớn là dịch chồng dịch, thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế và nguy cơ, thiếu hụt nguồn nhân lực y tế công lập. Trong đó, vấn đề quan ngại nhất lúc này là thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu hụt về nhân lực, đối mặt với một bộ phận nhân viên y tế nghỉ việc sau thời gian dài chống dịch. Bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chính văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã có 874 nhân viên y tế có đơn xin nghỉ việc. Trước đó, năm 2021, đã có hơn 1.154 cán bộ nhân viên y tế tại thành phố xin rời khỏi ngành vì áp lực công việc. Tổng cộng đã có 2.028 nhân viên y tế nghỉ việc, trong đó có 473 bác sĩ và 1.001 điều dưỡng, chiếm 5% tổng số nguồn lực y tế của thành phố. Đây không chỉ là chuyện của riêng ngành y tế thành phố, mà là thực tế đang diễn ra khắp cả nước và cả trên thế giới. Cũng theo bà Như, hiện tượng một bộ phận nhân viên y tế xin nghỉ việc sau thời gian dài chống dịch đã được ghi nhận tại nhiều hệ thống ở các quốc gia. Tại nước ta cũng không ngoại lệ. Theo Bộ Y tế, tính đến nay đã có hơn 9.000 nhân viên y tế xin nghỉ việc vì nhiều lý do khác nhau. Từ thực trạng trên ngành y tế, đang kiến nghị các giải pháp ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực y tế. Trong đó, Sở Y tế đề xuất vận dụng và triển khai hiệu quả nghị quyết 01-2021-NQ-HDND về các chính sách đặc thù về củng cố nâng cao năng lực trạm y tế phường xã thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch COVID cho đến năm 2025. Ngoài ra, ngành y tế cũng nghiên cứu, đề xuất triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm củng cố và nhân rộng mạng lưới công tác viên sức khỏe cộng đồng, đồng thời kiến nghị sớm có hướng dẫn và đào tạo điều kiện thuận lợi để củng cố hoạt động tự chủ của các bệnh viện theo cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Về lâu dài, ngành y tế thành phố cũng cần có những cơ chế, chính sách để thu hút và giữ chân nhân viên y tế công lập. Việc chảy máu chất xám ở các tuyến y tế công lập đang đặt ngành y tế trước nguy cơ khủng hoảng do thiếu nhân lực đảm đương nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, dẫn đến đứt gãy hệ thống y tế. Dịch COVID dù đã được kiểm soát ổn định nhiều tháng qua, nhưng các biến thể phụ mới của biến thể Omicron vẫn tiếp tục xuất hiện và lan nhanh trên phạm vi toàn thế giới. Biến chủng mới BA.4 và BA.5 cũng đã có mặt tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh, cũng ghi nhận 3 ca bệnh mắc biến chủng này. Nguy cơ dịch bệnh COVID bùng phát trở lại vẫn luôn là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, bệnh sốt xuất huyết các tỉnh thành phía Nam và tại thành phố Hồ Chí Minh với số ca mắc mới, số ca nặng, số tử vong đều đang tăng. Vì thế, các tỉnh thành cũng đang kiến nghị nhiều giải pháp nhằm giữ chân nhân viên y tế. Nam sinh phát hiện nghi vấn lọt đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông nói gì Trưa ngày 9 tháng 7, chia sẻ với phóng viên dân trí, em Trần Hữu Dũng, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Hương Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết. Vào chiều ngày 7 tháng 7, khi truy cập vào một ứng dụng hỏi đáp bài tập là SnapX, nam sinh này đã phát hiện có một tài khoản đăng bài nhờ giải giúp đề toán trong chuyên mục Trung học phổ thông. Em Dũng cho biết, lúc ấy em có chụp màn hình đề thi lại, sau đó đối chiếu với đề thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua. Em thấy khá giống nhau đề thi toán này có mã là 112. Cũng theo em Dũng, thời điểm phát hiện đề thi trên ứng dụng Snapchat là lúc 15 giờ 28 phút chiều 7 tháng 7. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, môn toán diễn ra là vào chiều ngày 7 tháng 7. Thời gian làm bài là 90 phút. Thời điểm ấy, các thí sinh đang trong thời gian làm môn toán. Em không biết có phải lộ đề thi hay không, nhưng khi đối chiếu, em thấy khá giống. Em có đăng tải trên một nhóm Facebook nhưng sau đó em đã gỡ bài viết. Nam sinh này nói và cho biết hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào liên lạc để làm rõ vấn đề này. Lãnh đạo trường Trung học phổ thông Hương Sơn cho biết khi phóng viên trao đổi mới nắm được thông tin sự việc. Mấy ngày này chúng tôi lo công tác, xem thi nên cũng chưa nắm được. Em Dũng là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một côi bố, học lực của em Dũng bình thường. Còn sự việc liên quan đến nội dung lộ đề thi thì nhà trường chưa nắm được lãnh đạo trường Trung học phổ thông Hương Sơn nói. Cũng liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh làm rõ. Trước đó, chiều 8 tháng 7, Bộ Giáo dục đào tạo đã tổ chức họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022. Tại cuộc họp báo, ông Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng phụ trách cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục đào tạo khẳng định, cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Đối với thông tin phản ánh lộ đề thi môn ngữ văn được đăng trên báo chí và mạng xã hội trước giờ thi, ông Phong cho biết đây chỉ là việc dự đoán tên tác phẩm không phải lộ đề thi, đồng thời Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã chuyển đơn vị chức năng của Bộ Công an để xác minh, làm rõ. Đối với nghi vấn đề thi môn toán được đăng trên mạng xã hội trong giờ thi, ông Phong cho hay, ngay khi nhận được thông tin, Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Công an đã chủ động vào cuộc để xác minh thông tin hàng nghìn tàu cá nằm bờ vì bão giá xăng dầu. Thưa quý vị, đang mùa đánh bắt hải sản, tuy nhiên hàng nghìn tàu cá dọc các tỉnh miền Trung phải nằm bờ. Ngư dân đi làm thợ đụng qua ngày vì giá xăng dầu quá cao. Tại Âu Thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, khoảng 550 tàu cá của ngư dân, nhiều tỉnh miền Trung về neo đậu. Nhiều tàu đậu gần một tháng vì giá xăng dầu cao. Đi khơi xa không đủ bù lỗ chi phí. Thống kê từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã trải qua 17 đợt điều chỉnh với 13 lần tăng, 4 lần giảm. Hiện mỗi lít xăng E5 RON92 là 30.890 đồng, RON95 là 32.760 đồng, tăng gần lần lượt là 8.340 đồng và 9.470 đồng so với cuối năm 2021. Tương tự dầu diesel là 29.610 đồng, tăng trên 12.000 đồng so với cuối năm ngoái. Một số tàu cá cắt cửa người ở lại trông coi cũng có tàu phó mặc ban quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết, ngoài giá xăng tăng, hải sản đánh bắt về gặp khó trong khâu xuất khẩu nên giá không thể tăng. Nhiều tàu thuyền chủ động về quê nhà neo đậu để giảm chi phí phát sinh nếu ở lại Đà Nẵng nằm bờ. Ông Trần Sáng, 54 tuổi, quê Phú Lộc, Thừa Thuyền Hế, vào bờ neo đậu tại Âu Thuyền Thọ Quang hơn một tháng qua. Hàng ngày ông lên bờ đi làm thợ đụng, hôm phụ sửa tàu, hôm đi khơi thả lưới thuê miễn có tiền trang trải cuộc sống. Cậu con trai học xong lớp 4, vào Đà Nẵng thăm cha, nhưng ông không có thời gian và tiền cho con đi chơi. Làm ăn bây giờ thật khó khăn, ông Sáng nói. Cho biết nếu giá xăng dầu không giảm, nhà nước không hỗ trợ thì không dám ra khơi. Ông Thái Đình Quý, chủ tàu 460 CV ở Đà Nẵng, đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa cho biết. Năm nay mới đi được có 4 chuyến trên biển, do giá xăng dầu cao, 3 tuần trước ông cùng 7 thuyền viên về bờ chạy tàu vào sông Hàn, đoạn qua cầu rồng và cầu quay sông Hàn. Neo tạm, gia đình gom 300 triệu đồng, mua lưới mới, chờ giá xăng xuống để tiếp tục ra khơi. Tuy nhiên, trưa ngày 30 tháng 6, một tàu cá đậu trên cạnh bốc cháy, lan sang tàu của ông Quý. Hỏa hoạn thiêu dụi ngư cụ vừa sắm, cháy hết cabin và làm hư hại thiết bị định vị. Lửa cũng làm hư máy tàu, phải thuê thợ mở ra làm lại, tổng thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Nếu giá nhiên liệu không tăng cao, tàu không phải nằm bờ thì tàu nhà tôi đã không bị hỏa hoạn, ông Quy nói. Tương tự tại Quảng Nam, những ngày này Âu Tuyền An Hòa xã Tam Quang, huyện Núi Thành có hơn 100 tàu cá nằm bờ. Chi cục thủy sản Quảng Nam cho biết, tỉnh có hơn 3000 tàu cá, song số tàu nằm bờ vì giá xăng dầu tăng cao đến nay chưa thống kê cụ thể. Theo ông ngư dân này, mỗi chuyến đi biển mua hơn 1200 lít dầu. Từ đầu năm đến nay, ông đi được hai chuyến khi giá dầu lần lượt là 25.000 đồng một lít, sau đó dầu tăng lên thì tàu nằm bờ Tỉnh Quảng Bình có đội tàu cá đánh bắt xa bờ hùng hậu với hơn 1.200 chiếc. Hiện hơn 350 chiếc nằm bờ với nhiều lý do như không có bạn tàu, hải sản không được mùa, giá thấp. Trong đó nguyên nhân chính vẫn là do giá nhiên liệu tăng cao, quá sức chịu đựng của người dân. Ông Lê Ngọc Linh, chi cục trưởng thủy sản Quảng Bình dự báo, thời gian tới số tàu cá nằm bờ còn tăng cao. Có một số nghề tiền dầu chiếm 70% chuyến đi biển, dầu tăng lên 50%, nghĩa là chuyến đi biển tăng tên 130% mà giá cả không tăng bao nhiêu, ông Linh nói. Hoàng Văn Minh, 34 tuổi, đi phụ sửa chữa tàu để kiếm sống qua ngày. Anh cùng với hai người khác hùn vốn sắm chiếc tàu thu mua hải sản 5,5 tỷ đồng, công suất là hơn 1.000 CV. Mỗi chuyến biển giờ tăng 30% chi phí, trước là 90 triệu đồng, nay lên 130-140 triệu đồng. Nhiều chuyến đi không thu mua được, về không đủ vốn. Dù giá nhiên liệu tăng cao, anh Nguyễn Văn Thuận 45 tuổi, chú thành phố Đồng Hới, vẫn chấp nhận ra khơi để giữ bạn và giữ nghề. Để giảm chi phí, anh Thuận ra khơi cùng với con trai và thêm một bạn nghề, thay vì hai như trước, mỗi chuyến trên biển là 5 ngày, mỗi người chỉ dư khoảng 1,5 triệu đồng. Đi biển vất vả, nguy hiểm, xa nhà mà tiền công không bằng thợ xây ở trên bờ. Anh Thuận tờ dài nói. Thưa quý vị, mục điểm tin tối của Dekan News đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe kính chúc quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo